Còn bây giờ thì Thảo Nguyên mời quý vị và các bạn cùng đến thăm một không gian cũng nho nhỏ, ấm cúng và đặc biệt là đầy ắp niềm vui, tiếng cười của các em học sinh. Nếu quý vị chưa đoán ra được thì Thảo Nguyên xin bật mí là chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm một lớp học đấy. Là một lớp học tình thương, suốt hơn 17 năm qua vẫn bền bỉ dạy chữ cùng kỹ năng ứng biến với cái xấu cho các trẻ em nhập cư. Lớp học tình thương ấy chính là lớp học Cầu Hàng, một chương trình thuộc dự án Cầu Hàng. Lớp học phổ cập của dự án Cầu Hàng được thành lập từ năm 2000. Tính đến nay, lớp đã đón hơn 17 lứa học sinh từ nhiều tỉnh thành khác nhau đến học tập và sinh hoạt. Đây là nơi tiếp nhận con em của những gia đình lao động nhập cư và những trường hợp không đủ điều kiện nhập học tại trường công lập. Dự án hướng đến việc phổ cập giáo dục bậc tiểu học hoàn toàn miễn phí cho trẻ em nhập cư, trẻ em khó khăn trong khu vực quận 7, huyện Nhà Bè và các vùng lân cận. Hiện tại, dự án đang duy trì 5 lớp học với hơn 60 em học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 5, trực tiếp giảng dạy và quản lý. Tại Cầu Hàng, các em được tiếp cận với mô hình lớp học khá lạ so với các bạn đồng trang lứa tại các trường công lập. Lớp học sĩ số khá ít, không quá 20 bạn, mỗi bạn lại có hoàn cảnh khác nhau, thậm chí là độ tuổi cũng khác nhau. Hai môn học chính được giảng dạy tại đây là toán và tiếng Việt. Không chỉ phổ cập toán, tiếng Việt, lớp học còn thường xuyên có các giờ học về an toàn giao thông, quyền trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại, buôn người, lây nhiễm HIV. Bên cạnh những giờ học tập sinh hoạt định kỳ của các lớp, giáo viên và học sinh tại Cầu Hàng thỉnh thoảng cũng đón nhận sự hỗ trợ của rất nhiều mạnh thường quân từ những tổ chức dự án khác nhau. Ngoài sách vở, đồng phục, dụng cụ học tập, các mạnh thường quân cũng trao tặng nhiều phần quà là các loại nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho gia đình các em. Thầy cô ở đây dạy rất là nhiệt tình, dạy rất là nghiêm khắc, dạy bài rất là dễ hiểu, còn bạn bè thì rất tốt. Thầm lặng nhưng rất thiết thực và hiệu quả, lớp học Cầu Hàng suốt 17 năm qua vẫn luôn là mái nhà thứ hai, là địa chỉ tin cậy cho những con em của các gia đình nhập cư, gia đình lao động, có hoàn cảnh khó khăn, ước mơ được biết chữ, nối dài hành trình đến trường.